Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Mạnh Quỳnh nghẹn ngào trong tang lễ của Phi Nhung. Có người nói tôi bỏ Wendy là một sai lầm. Tại tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đã xúc động kể về người đồng nghiệp và hơn hết là tri kỷ trong suốt hơn 20 năm qua. Vào rạng sáng ngày 13 tháng 10, lễ tang của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra long trọng ở Mỹ. Là tri kỷ gắn bó cùng Phi Nhung suốt hơn 20 năm, Mạnh Quỳnh đã có giây phút xúc động kể về những kỷ niệm, bộc bạch nhiều điều muốn nói cùng cố ca sĩ. Nam ca sĩ nghẹn ngào. Thật ra đến bây giờ, Mạnh Quỳnh không ngờ rằng đứng đây tưởng niệm một người mà đối với cuộc đời Mạnh Quỳnh vô cùng lớn lao. Tất cả những người yêu nhạc, yêu mến Phi Nhung và ngay cả Mạnh Quỳnh đều phải thừa nhận một điều. Phi Nhung là một người rất chuẩn mực, làm việc bền bỉ và hăng say. Quỳnh và Nhung đã đi hát trên sân khấu đã lâu, nhưng ngoài đời thì mỗi người đều sống mỗi nơi khác nhau nên không gặp nhau nhiều. Nhưng hai người nhắn tin rất nhiều, nhất là lúc Nhung gặp stress. Đối với Quỳnh, ai nói gì thì nói, nhưng Quỳnh biết trời sinh ra Phi Nhung không phải cho gia đình mà là cho công chúng. Phi Nhung sống vì mọi người, hy sinh gia đình và hạnh phúc dành cho tất cả mọi người. Mọi người có thể thấy trên tay Phi Nhung không bao giờ đeo nhẫn hột xoan, dây chuyền hàng hiệu. Nếu những ai nói hay suy nghĩ Phi Nhung làm điều gì đó trục lợi cho bản thân thì hãy vào chùa, vào nhà thờ mà sám hối. Nhung năm nay mới chỉ 51 tuổi, bao nhiêu hoài bão Nhung nói với Quỳnh, nhưng Nhung chưa làm được. Với bản thân Mạnh Quỳnh, sự ra đi của Phi Nhung không phải ra đi vì Covid-19 mà ra đi vì lòng người. Phi Nhung tâm sự với Quỳnh rất nhiều, những cái lùm xùm ở Việt Nam. Quỳnh an ủi và hỏi Nhung có cần Quỳnh lên tiếng không thì Nhung mới nói, ông ơi, thôi bao nhiêu năm nay ông là người tối rồi. Bây giờ cho dù ông nói ra tốt cách mấy thì người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã nằm trên cái chảo dầu rồi, nên người ta muốn chiên xào nấu gì thì người ta làm. Còn ông thì hãy cứ giữ hạnh phúc gia đình của ông đi. Nhung che chở Quỳnh đến vậy. Những ngày qua, Quỳnh đã khóc rất nhiều. Ba Quỳnh chưa buồn với gia đình quen đi, ba vô dụng vì đã không che chở, bao bọc cho mẹ con. Ba Quỳnh nói mẹ về đi, mình làm từ thiện nhiều năm rồi. Mình cây ngay không sợ chết đứng, tại sao vì lý do gì đó mà phải ở lại. Còn nhiều tin nhắn với Nhung. Nhung nói Tết 2 lần rồi, Nhung sẽ về hát show với Mạnh Quỳnh. Quỳnh dự định chia tay sân khấu, nhưng Nhung kêu Quỳnh hứa với Nhung phải hát đến già, đến khi nào không nổi nữa. Quý vị có thể thấy tấm lòng của Phi Nhung như thế nào? Phi Nhung có thể có hạnh phúc gia đình rất tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn, nhưng Nhung đã chọn những người ở bên ngoài. Có những người nói Nhung bỏ Wendy mà đi nuôi người khác là một sai lầm. Đừng suy nghĩ điều đó, quý vị dám làm điều đó không? Chỉ có Phi Nhung thôi, Mạnh Quỳnh có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng thôi, Quỳnh xin nén lại nơi đây và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung về cõi vĩnh hằng. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vừa là cặp bài trung song ca, vừa là những tri kỷ suốt hơn 20 năm qua. Mạnh Quỳnh chia sẻ anh đã rất băn khoăn về lời đề nghị hát tặng Phi Nhung bài hát cuối cùng này trong ngày hôm nay. Anh sợ rằng mình sẽ không nén được xúc động và không thể hoàn thành bài hát. Tuy nhiên sự quý mến của mình dành cho Phi Nhung đã thôi thúc anh viết nhanh bài hát cuối cùng. Khi ngồi trên máy bay đến tang lễ, bài hát tiễn em cuối đường không chỉ là một lời tiễn biệt mà còn là những lời yêu thương mà Mạnh Quỳnh tặng dành cho người đồng nghiệp, người em gái và là người tình sân khấu của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.